Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo bikini quả bơ xinh xắn như thế này Thì mẫu áo bikini của mình sẽ có cái phần cúp với hai quả bơ nối lại với nhau ha Mẫu này thì mình sẽ làm cột dây ở cái phần cổ đi lên cũng như là cột dây ra phần thân sau Mình sử dụng len miêu cotton 125g và kim 3,5mm để móc mẫu này ha Đi đôi với mẫu áo này các bạn có thể móc thêm cho mình những cái mẫu quần bikini để mình phối lại tạo thành một set mặt rất là xinh ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn á. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy sau khi hoàn tất được vòng đầu tiên rồi ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha khi kết thúc vòng thì các bạn nhớ kéo cái sợi len lên và guốc lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại để cái họa tiết của mình khi mình móc lên nó không có bị điểm gờ nha móc lên một mũi móc xích nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ta sẽ có được vòng đầu tiên Vòng đầu tiên của mình có 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 7 chân đó, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tức là mình sẽ móc các cái mũi tăng vào mỗi chân móc ha. Chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn nè, là móc mũi tăng. Tương tự cho các chân còn lại ha. Mỗi chân ta cứ móc mũi tăng. Hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ hai nè. Tiếp tục hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ở chân thứ ba và làm tương tự cho mình cho đến hết ha chân thứ tư chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ sáu tương tự và chân thứ bảy cũng móc cho mình mũi tăng sau khi hoàn tất được đến cuối vòng rồi nè thì vòng này mình sẽ tăng lên được tổng cộng là 14 mũi móc ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích 14 mũi móc của hàng móc thứ hai tạo ra 14 chân cho hàng thứ ba. Hàng thứ ba móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai các bạn móc cho mình một mũi tăng ha. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm ha. Một móc đơn, sau đó là mũi tăng, ta được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một đơn sau đó là mũi tăng được cụm thứ ba nè móc đến cuối thì cụm thứ bảy sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha một mũi đơn sau đó là mũi tăng hoàn tất vòng móc này thì mình sẽ tăng lên được 7 mũi ta có tổng cộng là 21 mũi cho vòng móc này tiếp tục kết thúc vòng ha đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích đối với cái phần thân của quả bơ của mình á phần hột bên trong mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc cho nó đủ cái độ rộng như thế này những bạn nào mà móc cho cái phần hột nó to hơn thì các bạn có thể thêm một hàng móc ha ở đây mình sẽ cắt len và thay màu mình sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau ở cái sợi len thừa mà mình vừa cắt ở cái phần hột bên trong này cái phần màu nâu á Phía trước nó là chân mình móc mũi dời kết thúc thì phía sau nó là cái chân của mũi dời, là cái chân mà mình hay guốc lại cho nó nhỏ lại ha. Ta đâm kim vào đó, sau đó kéo sợi len qua cái chân của mũi dời đó. Móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ tư này móc cho mình theo công thức như sau. Ta sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha. So với hàng bên trên nè, thì ở đây mình có một móc đơn sau đó là mũi tăng thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn, mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân kế tiếp sẽ là mũi tăng thì như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có nè hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là một mũi tăng mình sẽ có được cụm thứ hai ha ở đây mình sẽ có một lưu ý ha đối với những hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn thì khi mà mình cứ móc thẳng theo công thức như vậy những cái mũi móc mà mũi tăng á, nó sẽ bị nằm chồng lên nhau khi mình móc tăng thêm nhiều hàng móc thì nó nằm chồng lên nhau nhiều á nó sẽ tạo ra những cái góc nó sẽ không có được đẹp ha nên đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn là số chẵn ví dụ như hàng này là hai mũi nè hai mũi là số chẵn thì các bạn sẽ đảo công thức cho mình ha thì để đảo công thức các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa mình sẽ có một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng và kế tiếp là mũi móc đơn thì ta sẽ có được cụm móc như thế này cộng lại thì mình cũng có được cái cụm đầu tiên là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha mình có thể áp dụng một trong hai công thức này cũng được theo mình thì các bạn nên đảo công thức nó sẽ đẹp hơn ha khi móc đến cuối vòng thì cái cụm cuối cùng sẽ nằm ở ba chân cuối cùng ha đây ta sẽ có được 7 cụm móc như thế này cho vòng móc này tăng được 7 mũi Kết thúc vòng móc này tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Cuốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi để tạo cái độ rộng cho cái phần thân của bơ nè. Thì các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên ha. Hàng kế tiếp của mình sẽ là 3 mũi mỗi chân, tăng hơn cái hàng phía dưới một mũi nè. Ta có 3 mũi móc đơn mỗi chân. Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ là mũi tăng ha thì do cái hàng này số mũi móc đơn lẻ mỗi chân á, là số lẻ 3 mũi là là cái số lẻ nè nên mình sẽ móc bình thường như công thức ha móc tương tự cho công thức này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng móc đến cuối vòng thì bốn chân cuối cùng cũng tạo ra cho mình được cụm thứ bảy ha ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng ta hoàn tất được cái vòng móc này có được 7 cụm ha Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời Sau đó tiếp tục tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho cái phần thân của mình nó dần dần rộng ra hơn Lên một mũi móc xích Hàng kế tiếp tăng mũi thì sẽ dựa vào hàng bên dưới và tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha Hàng phía dưới của mình là 3 mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi mỗi chân Tăng lên được một mũi ha 4 mũi mỗi chân nè Mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư sau đó sẽ là một mũi tăng ha còn đối với những bạn nào mà đảo công thức á thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa của bốn cái mũi này tức là cái cụm này của mình nó sẽ có là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng và hai mũi mỗi chân ha nó tương tự giống như cái hàng mình đảo công thức phía trên á đưa cái mũi tăng vào chính giữa này các bạn nhớ ha, cách đảo này chỉ áp dụng cho những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn nha. Đây mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa. Sau đó là hai mũi mỗi chân. Mình sẽ có được cụm móc như thế này. Cộng lại mình cũng tăng được tịnh tiến tí số mũi móc đơn lẻ ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mình cứ tăng dần dần mỗi hàng móc sẽ là một mũi móc đơn tăng tịnh tiến lên như vậy cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của quả bơ như các bạn mong muốn ha Sai này thì cái phần thân của quả bơ mình sẽ dừng lại ở 6 hàng móc nó sẽ có cái độ rộng cho cái phần cúp như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc ở bên trên để mình tạo cái phần thân trên cho quả bơ ha những bạn nào mà tăng size thì cứ dựa vào công thức ha tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho từng hàng móc thì cái phần thân quả bơ nó sẽ rộng ra hơn để móc được cái phần thân trên của quả bơ, các bạn sẽ chia cho mình cái vòng tròn bên dưới ra làm 4 phần. Mình sẽ móc cái phần thân trên là 1 phần 4 ha. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Thì khi chia cái quả bơ phía dưới ra làm 4 phần, mình sẽ có tổng cộng là 9 cái mũi móc bên trên ha. Mũi đầu tiên đã bỏ qua rồi nè. Thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình là 7 mũi móc đơn vào 7 chân liên tiếp. Được 7 mũi vào 7 chân rồi nè, thì hai chân kế tiếp mình sẽ chụm lại thành một mũi ha. Cách chụm như sau. Ta đâm kim vào chân kế bên, sau đó kéo len qua chân móc. Các bạn lưu ý kéo vừa phải sợ len thôi ha, đừng có kéo quá dài. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len, trên kim được 3 đường thì kéo quá hết 3 đường trên kim. Ta được một mũi chụm. Giảm mũi nè. Giúp cho cái phần thân nó sẽ dần dần nhỏ lại ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng tiếp theo này mình cũng giảm một mũi đầu và một mũi cuối giảm mũi đầu thì các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình sẽ móc vào chân thứ hai ha bỏ qua chân đầu tiên luôn móc vào chân thứ hai mũi móc đơn các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn và chừa lại hai chân móc cuối cùng mình sẽ có 5 mũi móc đơn được 5 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì còn hai chân cuối cùng chụm lại cho mình thành một mũi. Kéo qua ba đường trên kim nè. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là hàng này mình cũng giảm đi được hai mũi ha, một mũi đầu và một mũi cuối. Tiếp tục khi các bạn quay ngược đầu móc lại thì các hàng móc kế tiếp cũng làm tương tự. Mình giảm mũi đầu và mũi cuối cho cái quả bơ của mình dần dần nhỏ lại. Giảm mũi đầu tức là ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai ha móc đến cuối cùng thì dẹp chậm lại hai chân cuối cùng thành một mũi thì khi cứ móc giảm mũi như vậy mỗi hàng móc của mình sẽ giảm được hai mũi móc ha các bạn sẽ giảm cho mình cho đến khi cái hàng cuối cùng của mình còn tầm khoảng từ 1 cho đến 3 mũi tùy vào trường hợp ha đây mình sẽ giảm dần nè thì đối với cái trường hợp áo của mình nè cái hàng cuối cùng của mình sẽ dừng lại ở hai mũi móc ha tức là mình sẽ có được hai cái chân móc ở cái hàng cuối cùng Tùy vào từng trường hợp tăng sai mà cái số mũi của hàng cuối cùng nó có thể khác nhau ha. Móc lên một mũi móc xích. Khi mình đã có được cái hàng kết thúc rồi các bạn sẽ tiến hành cắt len và mình sẽ thay màu để viền lại cái phần thân của quả bơ ha. Thì quả bơ của mình nó sẽ hoàn tất với form như thế này. Đây là mặt trái nè và đây là mặt phải. Bây giờ mình sẽ viền lại ha. Đưa cho mình sợi len viền ra phía sau mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng đầu tiên ở bên trên ha theo chiều mình đang móc nè kéo sợi len qua sau đó móc lên một mũi móc xích khi móc thì nhớ dấu sợi len thường ha móc vào chân móc thứ hai của cái hàng cuối cùng đó một mũi móc đơn và móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa để mình tạo góc tức là chân đó mình sẽ có hai mũi móc đơn khi có được góc rồi bây giờ các bạn sẽ di chuyển kim xuống cái phần thân phía dưới này lúc này mình sẽ có những cái chân móc liên tiếp giữa các cái hàng mũi móc đơn các bạn sẽ dần dần móc cho mình vào mỗi chân móc đó là một mũi móc đơn ha để mình viền lại phần thân trên nè thì cứ gặp chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn nhớ dấu sợi len thừa ha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc cho mình xuống cái phần thân phía dưới luôn Viền được phần thân trên đến cái điểm giao nhau giữa phần thân trên với phần thân dưới thì chân đó cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp móc mỗi chân là một mũi móc đơn và cái vòng này mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cái đầu bên này nè. Thì đối với cái quả bơ đầu tiên á các bạn sẽ móc cho mình đến cái điểm cuối cùng luôn đến cái điểm cuối cùng của phần thân quả bơ luôn sau đó từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái độ dài vừa đủ để mình cột từ phần trước ngực ra phía sau cổ còn đối với cái quả bơ thứ hai khi các bạn móc được đến cái góc bên này nè mình sẽ tạo một cái khoảng để mình nối lại hai cái quả bơ với nhau ha tùy vào khoảng cách giữa hai cúp ngực mà các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích phù hợp này ha đối với mẫu này thì mình sẽ móc lên hai mũi móc xích sau đó mình sẽ đưa kim về cái cúp đầu tiên đâm kim vào cái chân móc mà tương đương với lại cái mũi ở phía bên này nè kéo cái nút của cái cúp bên này qua thì khoảng cách giữa hai cúp ngực sẽ cách nhau là hai chân móc ha các bạn có thể lên cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 mũi tùy vào cúp ngực sau đó đâm kim lên chân kế bên móc một mũi dời được mũi dời rồi thì lúc này mình sẽ di chuyển kim đến hai cái mũi móc xích mà mình tạo cái kẻ nè móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn để kết thúc được cái hàng nối này mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên của cái chân mũi móc đơn mà mình móc mũi móc xích á sau đó đâm kim xuống phía dưới vào cái đường nằm song song với cái mũi này luôn móc vào đây mũi dời thì mình sẽ nối được hai cúp ngược lại ha di chuyển kim đến phần cúp này mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối nè thì như vậy là ở cúp thứ hai khi mình hoàn tất nó sẽ nối lại được hai phần cúp lại ha móc tương tự cho mình cho đến hết Sau khi móc đến cuối rồi, cái chân móc mà ta bắt đầu móc cũng móc cho mình thêm một mũi móc đơn nữa. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đơn, ta bắt đầu móc của cái phần viền này, móc vào đó một mũi dời. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài bằng với cái cấp đầu tiên ha. Thì cái phần cấp đầu tiên khi các bạn móc hoàn tất mình cũng làm tương tự như cái phần mà mình đang làm nè. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 90 mũi móc xích. 2 3 4 Các bạn có thể canh chỉnh độ dài này tùy thuộc vào size ha. Sau khi đã có được cái độ dài của hai sợi xích bên trên cột ra phía sau cổ rồi thì tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình cái phần xích để mình cột ra phía sau mình sẽ canh ở chính giữa của quả bơ cho hai cái đường dây của mình ha và nó sẽ nằm thẳng với lại cái mũi mình nối chính giữa các bạn có thể canh cho mình sao cho nó thẳng là được thì đến cái phần cúp còn lại cũng làm tương tự nè vào cái chân móc này ha ta sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ đâm kim vào cái chân móc tương đương mà mình vừa chọn nè sau đó kéo nút qua chân móc từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình nối từ phần cúp này ra phía sau cột lại đối với cái phần dây phía dưới này mình sẽ móc lên tổng cộng là 100 mũi móc xích ha và các bạn cũng có thể thay đổi cái chiều dài của sợi dây tùy vào size các bạn móc Khi đã hoàn tất được độ dài của sợi dây rồi, mình sẽ kéo dài cái đường móc lên sau đó cắt lên. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được những cái đầu dây để mình có thể buộc vào thân ha. Còn cái sợi len thừa này nè, các bạn có thể dùng cho mình một đầu kim nhỏ hơn hoặc là sử dụng kim khâu cũng được. Mình sẽ giấu cái sợi len này vào trong các cái mũi móc ở đây. Để cho cái sợi len của mình nó không có bị tuột á, thì khi các bạn giấu cho mình một khoảng, thì khoảng tiếp theo các bạn sẽ luồn kim, sau đó mình sẽ chích nó lên một đường móc nè để mình có thể cố định lại cái mũi mà mình nối nó không có bị tuột sợi len ha sau đó cắt đoạn len thừa đi ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu áo bikini hình quả bơ xinh xắn như thế này hai sợi dây ở bên trên mình sẽ cột ra phía sau cổ nè còn hai cái sợi dây bên hông sẽ cột ra ở phía sau lưng ha để phối thì các bạn có thể móc thêm cho mình một cái quần bikini để mình phối cho thành một set nó sẽ đẹp hơn ha. Mẫu quần bikini thì mình cũng có hướng dẫn ở những bài trước rồi. Các bạn có thể chọn một cái mẫu quần phù hợp sau đó mình phối thành set. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.